Thưa quý vị và các bạn, là thủ phủ cà phê của tỉnh Lâm Đồng, huyện Chi Linh hiện có gần 42.000 hecta cà phê. Với mức giá cao như hiện nay, bên cạnh niềm vui thì người dân địa phương đang phải nơm nớp lo âu về tình trạng hái trộm cà phê đang có chiều hướng gia tăng tại địa bàn các xã. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự trong một ống kính cuối tuần hôm nay. Đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại vườn cà phê của gia đình ông Cà Bốc, thôn 1B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Hơn 30 cây cà phê đang chín rộ, gia đình ông chưa kịp hái thì đã bị kẻ gian hái trộm. Nó hay từ không biết 4 triệu buổi tối, nhưng không bắt được. Mình tuổi hồi đó không canh được, mất trộm có 3 tuần này rồi, mất nhiều á. Cũng như gia đình ông Ca Bốc, gia đình ông Ca Điêu ở thôn 1A, xã Đinh Trang Hòa cũng nằm trong trường hợp tương tự. Mặc dù bận rộn công việc dạy ở trường, nhưng sau khi đi làm về, ông cũng phải dành thời gian để canh giữ vườn. Nếu không thì còn bị mất trộm thêm nhiều diện tích cà phê nữa. Ngày thì mình cũng có thỉnh thoảng mình qua vườn mình thăm mà không thấy hái, nhưng mà có lẽ nó ăn trộm vào ban đêm á. Những cái cà phê cũ á, mà cà phê mình đã chín trước thì nó ăn trộm hết mấy cái phê chín đấy, còn những còn lại những cà phê ghép thì nó là chưa chín thì nó không hái, và nó cũng hái từ cái vườn bên cạnh rồi nó sang cái vườn mình luôn. Ngoài xã Đinh Trang Hòa, hiện nay ở một số địa phương trên địa bàn huyện Chi Linh như xã Tân Châu, Tân Thượng, Tân Lâm, những vùng trọng điểm cà phê của huyện Chi Linh, bà con nông dân cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất trộm cà phê. Theo phản ánh của người dân trong huyện, tuy mới vào mùa thu hoạch cà phê nhưng đã xảy ra nhiều vụ mất trộm khiến người dân lo lắng bất an. Chúng tôi cũng luôn luôn để báo cho bà con là cảnh giác. Thứ nhất là về mùa màng vào trong vườn, nhất là chiều tối ban đêm. Hiện tại bây giờ là năm nay là vừa cả có giá, bây giờ thì anh em công an xã cũng như công an huyện đang tăng cường để bảo vệ mùa màng cho bà con yên tâm. Đối với lực lượng công an huyện, chuyên xây dựng luôn cái kế hoạch này chung cho toàn huyện để triển khai cho các đội nhiệm vụ và ban công an xã, trong đó trọng tâm và một số cái nhiệm vụ trước hết là công tác tuyên truyền vận động quần chúng, dân tiến hành cách sâu rộng trên tất cả các địa bàn, đặc biệt là địa bàn trọng điểm có nhiều cây cà phê. Đến từ đấy là tuyên truyền nâng cao cái tinh thần cảnh giác đấy của bà con và của mọi người đấy. Rồi qua đấy là yêu cầu bà con đấy, tự bảo vệ cái cà phê của mình. Thế việc tự bảo vệ cà phê của mình bằng nhiều hình thức, thì trong đó là chú trọng là phối hợp với cái công an xã, chú trọng xây dựng được cái tổ tự quản, tổ bảo vệ dân phố và cái tổ tuần tra nghiệp vụ để tự họ bảo vệ tài sản của mình. Đấy, trong đó có thể thành lập các cái tổ tự bảo quản theo cái khu vực, theo cái địa bàn dân cư, địa bàn phức tạp. Với giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 40 đến 45 ngàn đồng một ký cà phê nhân. Nhưng bên cạnh niềm vui sau một năm đầu tư chăm sóc, người nông dân lại nơm nớp nỗi lo mất trộm cà phê. Hơn bao giờ hết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần có những giải pháp phối hợp cùng nhân dân bảo vệ, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp cà phê đang có chiều hướng gia tăng trong thời điểm bước vào mùa thu hoạch như hiện nay. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra phòng của Châu và phát hiện bắt quả tang thu giữ 13 gói ni lông hàng kín. Bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, có trọng lượng trên 1,4 gram. Tại phiên tòa,